Phan Hiển chăm vợ tập luyện về dáng, nhưng nhịn bà xã nhưng không biết Khánh Thi thích ăn gì. Hôm nay bà sẽ làm PT miễn phí cho vợ. 61 cân. Cố lên, cố lên. Chồng mình rất là yêu mình. Mình bảo là hãy lấy cho mình một cái bánh. Sau khi sinh con thứ ba, Khánh Thi vẫn chưa thể lấy lại vóc dáng một cách nhanh chóng. Trong một đoạn clip Khánh Thi chia sẻ, cô nàng có cân nặng là 61kg. Hành trình lấy lại vóc dáng của nữ kiện tướng có ông xã đồng hành cùng. Anh sẽ nhắc nhở vợ thời gian tập luyện và trở thành PT của Khánh Thi. Bên cạnh đó, anh cũng động viên bà xã cố lên và liên tục hỏi han cô nàng. Phan Hiển lấy nước uống cho vợ, lau mồ hôi cho Khánh Thi. Khi chưa sinh con, bà xã Phan Hiển có cân nặng khoảng 49kg. Được ông xã đồng hành trong việc lấy lại vóc dáng quả thật không còn gì hạnh phúc bằng. Như vậy, Khánh Thi sẽ càng có thêm nhiều động lực và nhanh chóng trở về cân nặng như ngày xưa. Dẫu Khánh Thi chưa lấy lại vóc dáng nhưng nhiều người cũng dành lời khen ngợi cho nhan sắc của bà xã Phan Hiển. Không chỉ theo sát Khánh Thi tập luyện lấy lại dáng, Phan Hiển còn là ông chồng nhường nhịn vợ của mình. Trong một đoạn clip, hai vợ chồng cùng nhau chơi một trò chơi. Dân tình nhận thấy Phan Hiển nhường Khánh Thi dù có thể bản thân sẽ thắng. Nhà là phải có nóc, nhưng vợ vui thì mình cũng sẽ vui. Dù cưng vợ nhưng Phan Hiển lại không biết Khánh Thi thích món gì khi đi ăn. Thế là anh phải gọi hết tất cả các món có sẵn, bà xã thích món gì thì ăn món đó. Khánh Thi nói Phan Hiển yêu vợ lắm, 14 năm nhưng không biết cô thích ăn gì. Tuy nhiên, có người đã cho rằng hành động của Phan Hiển quá phí phạm. Cộng đồng mạng đã bày tỏ, không thích thì có thể hỏi vợ ơi vợ thích vị gì, chứ gọi ra ăn không hết lãng phí. Nên làm từ thiện, đừng phung phí rồi đưa lên mạng như thế này, lãng phí, tiền đấy để cho người nghèo. Khánh Thi và Phan Hiển dù đã bên nhau nhiều năm và gia đình vẫn rất hạnh phúc, nhưng lâu lâu thường hay xuất hiện những ý kiến mỉa mai về sự chênh lệch tuổi của họ. Nói chung là này muốn ăn gì, này muốn đi đâu, này muốn làm gì là mình chịu 100% từ A tới Z luôn. Và đương nhiên mình sẽ không được say no với Thi. Kể cả khi mình đang rất là bận việc, nhưng mình cũng phải gác lại công việc để mình ưu tiên. Hoặc cho rằng Phan Hiển là người không trưởng thành, như trong khoảnh khắc Phan Hiển mua bánh cho Khánh Thi có người đã để lại bình luận, không hiểu sao tán được bà Thi, lái phi công trẻ thích nhỉ. Cây nhà mình nhỉ, đó, cây ba và cây con nhỉ. Ủa? Trước khi có bầu bé Lisa, tức là hai vợ chồng mới dung hòa được là sau 6 năm khi mà có Covid. Có thêm con, Khánh Thi và Phan Hiển luôn cố gắng dành thêm thời gian bên hai con lớn tránh tình trạng các nhóc tì cảm thấy bị phân biệt đối xử. Tuy nhiên, Kubi hay Anna đều rất yêu thương em Lisa và thường phụ bố mẹ chăm em. Cặp vợ chồng duy trì thói quen nói yêu nhau trước mặt con cái để lan tỏa tình yêu thương với các bé. Mỗi khi tức giận hay áp lực họ sẽ né ra và khuyên con đi chỗ khác để không bị ảnh hưởng đến các nhóc tì. Còn bạn thấy sao về việc Khánh Thi có Phan Hiển đồng hành trong hành trình lấy lại dáng? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!